gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, bởi Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với Người: Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao? Đức Giêsu trả lời: Việc Thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Ông Phêrô lại thưa: Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu. Đức Giêsu đáp: Nếu Thầy không rửa chân cho anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy. Ông Simon Phêrô liền thưa: Vậy thưa Thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa. Đức Giêsu bảo ông: Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói không phải tất cả anh em đều sạch. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm. Quả thật, Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chiều tối hôm nay chúng ta cùng quy tụ nhau nơi ngôi thánh đường giáo họ Nam Phật này để chúng ta cùng với toàn thể hội thánh cử hành thánh lễ hiệp linh. Trong thánh lễ hiệp linh có rất nhiều những ý nghĩa đấy xuất phát từ việc chính Chúa Giêsu đã nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: Người đã yêu thương thế gian và yêu thương những kẻ thuộc về mình, Người yêu thương họ đến cùng. Chúng ta hiểu cái câu Người yêu thương họ đến cùng ở mức độ như thế nào? Vâng, kính thưa cộng hòa cộng đoàn, yêu thương đến cùng là Chúa chút bỏ hết tất cả mọi thứ thuộc về mình, dùng tất cả để yêu thương loài người. Và Chúa đã hạ mình xuống đến mức là như một thân phận của một người nô lệ. Nếu hôm qua cộng đoàn đi tham dự thánh lễ thì chúng ta thấy Chúa Giêsu trong con mắt của Giuđa thì lúc bấy giờ Chúa Giêsu chỉ như một món hàng, và món hàng đấy chỉ có giá trị như một người nô lệ, tức là 30 đồng bạc để ông Giuđa bán Chúa. Mà giá 30 đồng bạc đấy là giá bán của một người bán một người nô lệ. Chúa hạ mình đến mức thẳng sâu như vậy để làm gì? Thương, để yêu thương chúng ta, để cứu rỗi chúng ta, để cho chúng ta được hạnh phúc và được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa. Sáng nay trên đường đi Bắc Cạn thì con mở
YouTube ra nghe các bài giảng về cái năm tưởng thánh. Để trong một bài giảng của Đức Cha Khải, Ngài có kể về một câu chuyện, lấy một cái hình ảnh một người cha, người mẹ chăm sóc và phục vụ con cái. Cho dù ông bố đấy có thể là chức nào đi chăng nữa, là con cái đâu đi chăng nữa, hoặc là ông bố đấy là một người bố rất bình thường, nhưng so với đứa con, ông bố là người sinh ra đứa con đấy. Bà mẹ cũng thế, bà mẹ là người đã sinh ra đứa con đấy. Theo lẽ thường thì đứa con phải là người phục vụ cho bố mẹ. Thế nhưng trong những cái giai đoạn đầu của đứa trẻ thì người bố, người mẹ đã phải làm những cái việc như việc của một người nô lệ cho đứa con. Từ việc sinh con ra, cho con khi nó chưa làm được cái gì cả thì chăm sóc nó, bưng bô, rửa, giặt giũ, làm như một người nô lệ làm cho đứa con của mình. Người bố, người mẹ làm vậy, cha mẹ của đứa trẻ đấy, thế mà phải hạ mình xuống để làm những việc của một người nô lệ cho đứa con. Nếu mà một người bố, người mẹ nào mà không có cái tình yêu cho con của mình thì không bao giờ họ làm, hoặc là họ có làm thì cũng chỉ vì phải làm thôi, còn không có tình yêu. Nhưng cái hành động đấy là cái hành động làm vì yêu. Vậy thì đối với Chúa cũng vậy, Chúa hạ mình xuống trên đến mức là như một cái thân phận người nô lệ để yêu thương, để chăm sóc, để cứu độ và để nâng con người lên tới Thiên Chúa. Trong thánh lễ thứ năm, thánh lễ Thánh Linh, chúng ta tưởng niệm lại biến cố Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Trong bữa tiệc ly, Chúa nói với các môn đệ rằng là anh em hãy cầm lấy bánh này, đưa bánh cho các môn đệ và nói anh em hãy cầm lấy bánh này mà ăn, vì đây là miếng thầy sẽ dùng vì anh em rồi kêu là chúng ta như thế. Đây là muốn chén này sẽ có thầy họ sau nước mới và bánh cử sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Hay nói một cách đúng hơn là mình tái hiện lại cái bữa tiệc một vượt qua của Chúa Giêsu. Trong thánh lễ tiệc ly, chúng ta còn được nhắc nhở đến việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích chuyển chức thánh. Thiết lập lên bí tích truyền chức thánh để cho giáo hội có được những con người đại diện cho Chúa ở trần gian này để lãnh đạo cộng đoàn. Trong thánh lễ tiệc ly này, chúng ta cũng nhận thấy việc Chúa hạ mình xuống như một người nô lệ qua việc Chúa cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ. Theo lẽ thường như ông Phêrô, ông đã dãy nảy lên, ông bảo con không đáng không cho Chúa rửa chân cho con đâu, thầy mà rửa chân cho con sao, không đời nào con chịu đâu. Thế nhưng Chúa nói với anh ông Phêrô là nếu anh không để cho thầy rửa chân thì anh sẽ chẳng được trung phận với thầy. Để được Chúa rửa chân và để được trung phận với Chúa, tức là bước đi trên con đường mà Chúa đã đi. Con đường đó là con đường gì? Con đường đó là con đường thập giá. Con đường đó là con đường tự hủy mình ra không? Mỗi người chúng ta
là những người Kitô hữu. Chúng ta nhìn lên Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người, chúng ta cũng được mời gọi hãy hủy mình ra không. Mỗi khi chúng ta đề cao cái tôi của mình, bắt mọi người tùng phục mình, là một những lúc chúng ta đang quay lưng lại với Chúa. Mỗi khi chúng ta cứ cho rằng mình là nhất, cái gì mình nói ra cũng đúng, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm thông và đón nhận những anh chị em chung quanh của chúng ta. Khi chúng ta ý thức khiêm nhường, ý thức mình là thân phận con người, còn đó rất nhiều những thiếu sót, còn đó những góc khuất, còn đó những cái kiêu căng ích kỷ, thì chúng ta sẽ cảm nhận được Chúa hoạt động trong con người chúng ta. Bởi vì như Thánh Phaolô Tông Đồ có nói, khi chúng ta yếu đuối thì chúng ta trở thành những người mạnh mẽ. Bởi vì lúc đấy không phải chúng ta hoàn toàn yếu, nhưng chính Chúa đã đang hoạt động trong con người của chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết ngước nhìn lên Chúa trong thân phận là người phàm đã hạ mình xuống cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, và để yêu thương chúng ta cho đến cùng. Chúng ta được mời gọi để yêu thương anh chị em, nhất là những người thân cận, những người chung quanh chúng ta, những người mà chúng ta gặp gỡ. Chúng ta hãy yêu thương họ cho đến cùng. Mỗi khi chúng ta làm được như thế, chúng ta là những chứng nhân của Chúa và giới thiệu cho những người xung quanh chúng ta biết về Chúa. Giờ đây chúng ta cùng bước vào nghi thức rửa chân. Xin các bạn chúng ta cùng hát và hãy yêu kính thưa cộng đoàn. Chúa Giêsu nói trong tin mừng theo Thánh Gioan: nếu thầy là Chúa, là thầy, mà họ rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em. Ý thức được chức linh mục của mình là để phục vụ dân Thiên Chúa và anh em đồng loạt. Giờ đây, linh mục thực tế sẽ làm lại cử chỉ đầy khiêm tốn yêu thương của Chúa Giêsu khi xưa cho một số vị đã được chọn giữa cộng đoàn. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Ở điều này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau.
dân. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên.